Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cường NKT. Mình là Cường NKT đây. Thì sau một giấc ngủ chiều thì Hà Long đã đổ mưa. Và bây giờ là 5 rưỡi rồi, chúng mình quyết định là không đi chơi đâu cả. Đi tội giờ chuẩn bị đi ăn tối ở trong khách sạn. Sau đó thì nếu mà đêm tối mà tạnh mưa ấy thì chúng mình sẽ đi chợ đêm hoặc đi ra biển gì đó xem nào. Định đi Tuần Châu nhưng mà Tuần Châu với Hạ Long thì như nhau, thì có thể là sáng mai chúng mình sẽ đi. Thì lát nữa mình sẽ quay những cái món ở khách sạn xem có ngon không nhá. Đây hiện tại trời đang mưa rất là buồn đây. Buồn quá, lâu lắm mới đi chơi, buồn quá, mưa. Ok, chúng ta đi ăn nào. Chúng mình đã đến khu vực ăn tối này. Thì tối nay chúng mình ăn buffet, thì ăn buffet buổi tối ở đây thì mình có vé rồi, nhưng mà ai chưa có vé phải mua thêm thì sẽ là khoảng 300.000 một vé. 300.000 một vé thì sẽ 5 sao. Đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi xem có những cái món gì để là ăn tối nhá. Là tối ở đây ăn buffet nhá, giá cũng bình dân chứ không phải là đắt lắm. Thì sang trọng này mình được đắt nhưng mà tráng miệng. Xem nhãn này ngon không, rất đẹp. Ở đây cái cô công cô công chúa ấy đi chọn đồ ăn đấy. Ngoài tôm mà cho sao Triệu lấy, mình hôm nay đi review thôi. Ăn xong đi bơi à? Hôm nay là bơi xong ăn. Đó, ăn như các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều. Mình sẽ đi review một vòng của cái đồ ăn ở đây. Đó, tôm chiên dừa, chạo tôm, khoai tây chiên viên, bánh bơ mì. Cái này gọi là gì? Bánh giò. Bánh giò nha các bác. Tôm. Dĩa to nhá. Ăn lẩu á. Mình ăn gì? Cá hồi. Cá hồi. Anh ăn cá hồi thôi thì ăn cái gì hả anh? Cá hồi á. Là ăn cái gì? Ăn trống à? Mùi tạp mày. Tí làm đi mùi tạp. Ôi người mùi nó thấy ghê rồi. Bên này là các món món tráng miệng như kiểu bánh ngọt này, chè này, có thể cái quay chè không tên luôn, sữa chua tự làm, là phòng bếp của nhà hàng. Ok, nó chỉ khu này thôi, đây có nước nhá. Ok, nhìn cái nào muốn ăn hết được không nhỉ? Để cho bạn này phải lấy 3 giờ mới xong. Mà cái này ở đâu quá ta? Phải có một cái diện nhỏ. Ai lấy đây nè? Nhỏ. Mình sẽ lấy cái nhỏ ở đây. Để cho giá mày. Cái sushi chậm đây này. Sushi này không? Mấy cái? Mình lấy một cái cả. Ăn hết không? Bảy cho đẹp luôn. Bốn người. Là đến kia kìa. Hả? Là đến kia kìa. Cái gì? Là đến kia kìa. Loại kia á? Ờ. Mà loại này cái này mùi ấy lắm. Mùi kia.
cho lên mỗi người hai phần, hai cơm. Chịu đang chọn đồ. Mùi tạp nhưng đừng mắm này thì rất tuyệt rồi. Đây, lấy mắm đây đấy. Mùi tạp nhá. Tha hồ mà chấm. Bên kia là tráng miệng. Ngọ, mình sẽ review tiếp cho các bác xem. Ngon không? Nhìn có vẻ là ngon đấy. Salad hoa chuối. Salad hành tím bắp bò. Cửa hàng thiết kế rất trang trọng và đẹp. Cho ăn. Ok, mình sẽ đi lấy đồ và ăn đây. Dừng review ở đây. Đồ nó lấy bàn rồi bị chiến thôi. Gà này, bò này, chung đủ loại. Tôi ăn gì thì lấy, ăn hết thì lấy tiếp. Ok. Hay là lấy thêm kìa, em đi ăn cơm không bằng. Sau khi chúng mình đã đi lấy đồ thì lấy một ít chỗ này đã, rồi ăn tiếp. Sau đó thì lát nữa thì chúng mình ăn sau. Thần ăn gì ăn thêm, rất nhiều món ở đây, rất nhiều món. Vừa nãy các bạn đã xem rồi thì mình sẽ thử thức mỗi loại món nhá. Đây là món sushi này, gà luộc này, tôm này, nó như là sườn kìa, gỏi này, rất nhiều món. Ok, sau đó thì ăn xong thì nếu mà trời không tạnh mưa thì chúng ta sẽ đi đâu đó. Bây giờ mình sẽ thưởng thức miếng thịt bò này cho các bạn xem nhé. Nhìn thịt bò, thịt bò cả ăn của Tây các bạn. Mình người Việt Nam dùng đũa quen rồi nhưng mà không. Thứ nhất là đến đây cửa hàng này chuyên phục vụ cho khách Tây là chủ yếu nên là đồ nó để là dĩa. Mình sẽ thử thức. Sợi quán đặc chậm nó đen đen ở đây nè. Đặc chậm cho sợi bò. Cái nào vợ con hơi ngán nha. Nè, lấy thêm ít nước tương. Đây không có nước ấy nhỉ? Nước sốt, đây. Sốt. Cứ ăn hết rồi mà. Ăn xong rồi. Ăn mềm mềm, dễ tai. Ngon thật. Vừa ăn cá hồi với sushi ngon quá các bác. Bây giờ mình sẽ thử cá hồi riêng với lá tía tô nha các bác. Mình sẽ lấy một miếng. Miếng này các bạn. Nhìn ngon không? Chấm ít mùi tạp này. Mùi tạp với tương mắm tương. Ôi cái này vừa xông thì nó thấy mùi vị rồi. Đậm vào xương đúng không? Ăn không, nó ngậy. Ăn ngậy đánh cua. Ngậy lên với cái tía tô này. Nó tạo những cái hương vị mà vừa Tây vừa ta. Cái tía tô này thì chỉ có ở Việt Nam có thôi. Mà ăn sống tía tô với cái cái cá hồi này rất ngậy. Thật sự tuyệt các bạn. Các bác nên ăn thử món cá hồi này với cái tía tô chấm với mùi tạp nhé. Chấm mũi tạt, chấm mũi tạt. Kỹ thuật. Vừa này nha. Không phải cái dạo đấy. Ây giời ơi, hơi đậm rồi. Nó chỉ còn đó, tàn tương ớt với mùi tạt đâu. Áp thử xem nó biết. Tương ớt đâu mà tương ớt. À nhầm, tương thôi. Tương. Thử xem nào. Tuyệt. Mời các bác nha. Thử đi xem nào. Ăn hơi nhiều đấy. Câu mấy cái miếng kia nhưng miếng đấy rồi, thử rồi, sau, rồi. Thử xong. Cho cùng luôn. Xem mặt thằng bé không? Mà cái mùi tạp đây nó thật sự cũng không phải là ấy đâu. Xông lắm. Xông lúc đầu thôi đúng không? Mặt đơ đơ rồi cả. Mùi tạp thì bình thường. Chưa đến mức đỏ. Hơi cực thê đúng đầu rồi. Sao mình nghe rồi. Thơm là tứ tô. Sau đó thì cho vẽ nhìn thấy sọn gai ốc luôn. Sợn ra. Bây giờ các bạn thấy quá ngon. Đúng mùi tạp. Thơm ngon. Đậm đà.
nhận là chưa bao giờ mình ăn cá hồi cũng ngon như thế này. Thực ra các quán nhà hàng Nhật. À, bọn mình đang chuẩn bị tráng miệng rồi. Mà Triệu đang xử lý món món đùi gà. Mình thì làm miếng dưa. Đấy, một miếng rồi. Rồi, ok. Xin mời các bạn nha. Ngon. Ngon à? Thì nó vừa thôi, không ngoài lắm đâu. Không mức ngoài lắm đâu. Vừa vừa thôi, không ngoài tinh nhạc. Nhưng mà cũng không đến mức ngon tuyệt vời. Ngát quá, ngát lắm người khác thưởng thức dưa hấu. Căng rồi không? Ở đây rồi mình đánh giá nó có món nhá. Cá hồi. Món cá hồi là ngon này. Món sen. Món sen với cá lọc là tuyệt vời. Món khác cũng mình thôi. Rượu là khác, không có ngọt đến giờ bên cái. Mình thử miếng dưa nhá. Mình là chúng ta ăn dưa vàng. Bây giờ chúng ta thức dưa hấu. Chưa biết cả tăm. Tăm. Cái này tiếng Anh là tăm. Thực sự là món ăn thì ngon nhưng mà dưa học phải thì không đến mức như mong đợi. Ngon nhạc. Ngon nhạc. Ăn xong rồi các bạn. Xuân Phích chuyển sang nhà hàng Royal Rooftop các bạn. Không mà ăn no sướng, ăn đây công nhận là ngon. Hẹn các bác một video mới nhé các bác. Một ngày mới hoặc là tối nay mình review thì chính về Quảng Ninh này các bác xem. Ok các bác. Xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Ok, xin chào, tạm biệt. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Cường NKT. Trải nghiệm của Cường NKT khi đi du lịch tại Hạ Long bằng xe lăn và xem là có tiếp cận với người khuyết tật không nhé. Thì hẹn các bạn video sau mình sẽ review với chiếc xe đầu kéo đi chơi đêm ở Hạ Long và video ăn tối thì đã kết thúc rồi. Xin chào các bạn tại những video tiếp theo của Cường NKT.